mời các bạn vào xem nhà tôi đây mồi. Nhà tôi đây mồi. Mẹ ông mẹ đến đây mà anh bẩn nó gần hết. Kì ông mẹ ngon. Vẫn ăn để ăn bình thường sao đâu. Nhưng mà hết rồi. Mày nấu cơm cho nhiều cơm tí anh lại sao vào. Gây nó đau. Lúc nào mà nó gần như mua xong là mình để gây bao giờ nó được thì mình lại câu tiếp. Ô này to thế à? Đại phút tay không tử. Xong anh đến đêm. Xong anh xuống nha. Không kiểu chiều tối ấy, em về anh xuống ấy. Không phì. Thế xong mày có xuống không? Em về em đi làm xong xuôi việc thì em xuống chơi đến 9-10 giờ em về. Đang nào chẳng chỉ đâu đến tâm lý thôi. À. Ai làm qua đêm. Ô dù ghế đầy đủ, em phải chọn chung nào ngồi đẹp ngồi. Mày thì khỏe như trâu nhé, mày thích người ra mày bê hẳn cái ô khổng như ông ấy, cái ô ngồi được nào. Đồ của em đơn giản không, chẳng cần gì. Cho tất cả vào một túi, đóng sau. Thùng này mất bao buổi đấy, nhưng mà vẫn hết. Anh đành hơi tồn. Cái thùng kia nó cũng thùng gì đâu. Chạm hai cái thôi, chưa được con nào. Hoa được hai cái. Chưa chạm hai cái rồi. Tưởng anh bảo được hai cái rồi. Còn trêu. Được con nào chưa? Mấy con trôi về đi biểu vậy. Nó mới chui trắng. Nó mới chui trắng ngoài mùa này được quá. Tình hình báo cáo. Tình hình báo cá chưa anh? Dấu phi to không? Cần tư rồi. Em đang trộn mồi xuống. Em xuống đấy em câu cái diếc, em câu rô phi. Thôi quá nhỉ. Đây là anh trộn không quyện, tơi cho nó nhìn vào không? Trộn nó có khô thì... Cận hôm nay không thể đâu nhỉ? Đấy, gọi điện ra anh đang ở đâu để đọc là anh đi câu, sắp đi câu rồi. Mà anh Tô đang trùng đầy để anh bay ra mới chơi. Cho ra là quẩy rối. Ý sâu không? Cần sâu nữa không? Cần nhiều nhiều. Lấy anh cái bao tải trên. Thò này có múc lên tù ơi. Em mở ra thò, em múc cả Âu lên cầu thần. Ngon. Nhà mình quán đầy số. Em quán một bài tải. Gửi lên xe cho chúng nó ấy. Trời hết mẹ cơ. Thế
Thế sốt rồi. Nổi mẹ cậu. Ai. Em vừa cho, em vừa như anh này em cho hết cả phòng số rồi. Mùi này đi bắt cầm đen nữa. Cân mốt. Nếu nó bán rẻ thì có tình trạng có ngon không? Tình trạng như nào? Ở nhà, ở hàng gần nhà. Chỗ này là 25.000. Nhưng mà nó em thì quen rồi đấy, em 20. Tại vì em toàn mua, năm trước em mua nguyên ở đấy. Nguyên cho nhiều thế. Trước em chỉ cho một củi con thôi. Tú của nó chỉ được tầm 3 mạng. Ui. Nóng. Tí nó nóng với tôm. Đấy là cái câu. Anh mới khi ăn trứng ra đọc. Ừ đấy. Tôi là sáng nhanh vào. Em xuống em cho một cục to này. Xong rồi nắm khoảng 3 cục như này. Xong rồi em để tơi đây của ba mùa này nào. Hồ hòa đại nhân cầm em để tơi khoảng tầm này. Tầm này không không nóng. Em cho tất vào túi em ném ở đâu em câu này. Wow. Em bọc cổ này rơi vào tầm mấy cân? Chừng 4-5 cân thôi mà. 4-5 cân cẩu hơi khó. Ném ở hồ đấy đừng câu xa. Câu xa nó cả nước lạnh nhé. Nước lạnh. Em cẩu tù này chắc cả bọc này em cẩu rơi vào được tầm 4-5 mét. Chia mẹ. Đây, trong này thì thôi. Xuống cái nắm này, đây này. Đấy không? Ba cục như thế mới cả em trong cục to bự thôi, không để tơi khoảng tận này, tơi tận này. Ừ. Nếu mà không ấy thì em cho một cục to thôi, xong rồi để tơi tận này không cần nắm cục bé đâu. Cục to em định mảnh tơi tất. Đánh tơi tất thì nó về sau nó khó căn hộ. Anh nắm luôn cho mình nhé. Có người trong cục này em nắm, giờ anh nắm không? Cùng đấy nó lại vỡ. Nắm luôn cho mình. Không, cùng đấy em nắm cũng được. Ôi trứng gà phòi ra đây. Tôi xuống lấy túi thính của ông Hòa ấy. À. Xong không em cầm luôn. Em để hết đấy, thằng nào anh cầm xuống. Mùi mồi này mình cũng làm hết mùi như này. Nhưng mà mùi của em lại không có cái ngủ của em chỉ có... À. Ngủ ngay được thôi. Là cái ổ nó chút mó. Nó khó móng nha. Hay gà bọc này phẩu cẩu luôn. Gà bọc này mình sẽ dỗ. Ok anh em, thu đồ về. Đây ổ mồi sáng nay livestream đây anh em nhá. Anh phải quay cá. À, cá, ờ tí cá lôi lên quay. Nhưng mà quay sợ chú hồ nó nhìn thấy. Còn gì không? Còn mấy dây buộc này đầu này. Tí về nhà lựa xong. Về quán lựa xong. Nói với anh Hòa đại nhân giật kém với cả đồ đẻo chứ không có hôm nay cũng phải được 7-8 con này. Em đéo được tìm khác nào mới nổi. Hay câu cái nẻ lưỡi vứt mẹ lưỡi. Cá này đẹp ơi là đẹp. Từ xuống em giật không chết. 4-5 phát. Lưỡi bềnh mày lại bỏ phao câu lục, bỏ phao câu chậm. Đéo đúng rồi.
Ăn bể nó kéo mà. Lưỡi bành thì mày phải câu phao bành. Hôm nay này chính thức là bị chủ hồ đuổi anh em ạ. Chứ không có được phải ngồi nữa. Chủ hồ đuổi. Hôm nay nếu mà lên đủ thì là 8 con anh em ạ. Nhưng ở đây mới có 5 thôi. Đó nó cái kia lòi ra tít kia kìa. Mày đeo cái túi cần của ông Hòa đại nhân ở đằng sau xe ấy tổ ơi. Đây cho lốt cái hộp đấy vào đây. Ừ, cho vào đây. Đấy. Mấy cái hận rơi. Đây nó bảo hòa xuống mất rồi. Quay quay đầu xe đi, quay đầu xe đi xong rồi ấy, xong rồi cho cá lên sau. Bảo ổ em ngon hơn ổ Hòa. Quấn ổ luôn. Anh quá hợp lý anh em. Bây giờ lên lôi cá lên nha. Cá này xích anh em. Cho túi ra đấy cho nó đỡ ấy không. Số dậy. Che đi không chủ hồ nhìn thấy. Mẹ trôi đóng lăng xê to vật rồi. Anh Hải lôi mãi sợ đứt đấy. Nhìn thì rực rỡ, phải xích trong trò túi rửa xích đi. Mọi con trôi gấu vãi đài. Tắt hồ. Đấy. Nhưng mà anh em nhá, phải ngồi sáng live stream này anh em. Đấy thì quả tao xỏ tao đéo tìm thấy cái kia, tao bắt đầu cái này tao xỏ mãi đéo qua được mồm thì tao mới xỏ kiểu đấy. Một con chấm trắng, ba con trôi, một con mè. Đó mà lên đẹp thì 8 con anh em nhá.